Trọng kính chào lại tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay không mất thời gian quý báu của các quý vị đã vào trễ rồi mà còn 8 nữa thì sẽ không có thời gian nhiều. Đầu tiên nhất thì Trọng nguyên cập nhật cái tình hình chiến sự ở tại mặt trận Ukraine. Để chúng ta biết là sắp sửa kết thúc 10 tháng vừa qua Cuộc chiến tranh này nó hiện bây giờ nó ra sao? À, với cái bối cảnh mà chúng ta đều biết gần đây nhất thì có sự hiện diện của tổng thống Zelensky ở tại Bakhmut, bộ trưởng bộ quốc phòng của Nga cũng đến Ukraine, hai bên đang thúc đẩy binh sĩ gán cố gắng tiếp tục chiến đấu. Thì chúng ta biết cái tình hình biến cố nó như thế nào bởi vì hai tuần gần đây thì cuộc chiến tranh nó khá bị chậm lại. Các quý vị đã không nghe tin từ bên nào là tôi đã lấy thành phố này, tôi đã lấy cái ngôi làng kia. Hình như không có. Cuộc chiến tranh hình như đang đóng băng và hai bên đang dặm chân. Cuộc chiến tranh này dặm chân được bao nhiêu thời gian nữa hay sẽ có những sự phản công mạnh mẽ trong những ngày kế tiếp. Và tại sao Tổng thống Zelensky lần đầu tiên từ đầu năm tới giờ Lần đầu tiên 10 tháng vừa qua, đây là lần đầu tiên ông ta rời khỏi đất nước và đi đến Hoa Kỳ. Tại sao ông ta đến Hoa Kỳ trong cái giai đoạn này? Lý do và nha phản ứng như thế nào khi Tổng thống Zelensky đích thân đi đến Hoa Kỳ, Washington và gặp trọng Tổng thống Joe Biden. Và đây là bản tin soi động. <laughs> Tình hình chiến sự đầu tiên nhất trong nguyên cập nhật cái vấn đề ở tại Batmut là cái nơi mà các quý vị cũng biết đang giao tranh một cách khốc liệt và cái nơi này hiện bây giờ người ta nêu lên là địa ngục trần gian sát phơi thay khắp nơi vì hai bên đều tấn công không ngừng và bắn 24 trên 24 ngoài pháo kích quả tiễn máy bay không người lái binh sĩ trà trộn có thể nói nguyên đó là sắp lá cà cách nhau 100m nhiều khi có 50m và ngày hôm nay thì một đoạn video do phía bên Ukraine họ chia sẻ chúng ta biết là một nhóm lực lượng Wagner 7 người đang đi xuống một cái hầm nhỏ. Các vị cũng biết là chiến tranh mà nên là người ta đào những cái mương để cho những binh sĩ không bị bực súng đạn bắn chúng. Thì một nhóm 7 người đang khum 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 à, và đang chạy thì bỗng nhiên một cái quả tiễn đâu đó À, quả tiễn đâu đó Bùm Chính xác 7 quết đã đi bán muối à, Cô chú và anh chị em 7 binh sĩ quết đã bị quết một cái Thì người ta hỏi là Vũ khí đâu mà chính xác như thế Vũ khí nào mà Uy Khanh đã sử dụng Và được quay Các quý vị Đây là vũ khí giác dai Quả tiễn với hệ thống laser Chính xác qua sự giúp đỡ của máy bay không người lái. Ukraine họ áp dụng hai chiếc máy bay không người lái để quay phim. Và cái khi họ nhắm được mục tiêu, họ đính được cái mặt mã chính xác và họ chỉnh bằng quả tiễn giác dai của họ. Và cái dài quả tiễn quốc gia đã bay đúng ngay trăng địa điểm. Tại sao lực lượng quân đội Wagner nó đã có sự hiện diện ở tại Bakhmut? Vì một tháng gần đây, thì lực lượng quân đội Ukraine ở tại Bakhmut đã không tạo ra được sự thành công. Nên họ được sự chi viện và tiếp chuyện đến từ quân đội Wagner. Và họ nghĩ rằng là có lực lượng quân đội Wagner sẽ tạo ra cái cuộc chiến thắng ở tại Bakhmut. Nhưng một tháng vừa qua đã thấy rõ được tình hình Bakhmut vẫn y như cũ, không có gì thay đổi. Ngày hôm nay thì phía bên tình báo của Anh Quốc họ đưa ra một cái báo cáo và họ đưa ra một cái báo cáo chiến lược sau đây. Ở tại Bắc Mút hai bên lực lượng binh sĩ đã không còn đủ khả năng đứng trên đôi chân của mình. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hai bên quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi vì cái sự giao tranh không ngừng trong thời gian vừa qua. Cái tình trạng ở tại Bắc Mút đó, thì các cô chú anh chị em cũng thấy rõ được là nó đang có những sự biến cố bất ngờ đã xảy ra. Có nghĩa là ở Bakhmut bây giờ đó, lực lượng Wagner của Nga không phải là Wagner chỉ huy ở tại Bakhmut. Cái lực lượng Chechny mới là cái lực lượng cái lực lượng có trách nhiệm ở khu vực Donetsk, cộng thêm Wagner, cộng thêm nhiều lực lượng khác nhưng vẫn không thể lấy được Bakhmut. Đó là thành phố Bakhmut ngày hôm nay. Ngày hôm nay ở thành phố Sơn thì tổng cộng Nga đã pháo kích 71 lần. 71 lần ở tại Kercsen và đã có một người tử vong. Tám người bị thương. Thì cái vấn đề ở tại Kercsen đó thì hai bên vẫn tiếp tục pháo kích. Pháo kích không ngừng. Nhưng Ukraine đã có gửi sức là nhiều. Lực lượng của mình qua bên sông bên kia mỗi ngày. Nhưng không có hành động gì cả. Theo nguồn tin cho biết là Ukraine đã mỗi đêm như thế là gửi một số lượng người 10 đến 15 binh sĩ mỗi đêm. Cứ mỗi đêm là cứ gửi lực lượng và lực lượng đang tạo ra một cái phòng thủ ở tại những cái nơi bí mật ở bờ sông bên kia kẹt sơn. Và trong tương lai sẽ có sự phản kích mạnh mẽ ở tại khu vực này. Và đây là Nga đã chứng thực điều đó và Nga chuẩn bị cho cái kịch bản là Ukraine sẽ qua sông và tấn sâu vào khu vực ở khu vực Kẹt Sơn miền Nam. Chúng ta chờ xem mấy ngày nữa có biến cố gì không ở tại Kẹt Sơn. Hiện bây giờ thì mới điều động một số lượng nhỏ binh sĩ qua sông mà thôi. Còn riêng biệt về ở tại Lufgan, tình hình ở tại Lufgan thì vẫn y như cũ, không có những sự thay đổi mới. Hai bên cũng không tấn công. Ukraine cũng không tấn công và nga cũng không tấn công, hai bên đang giữ vững cái lập trường của biên giới. Khi lúc đó nga đã dùng rất là nhiều cái biện pháp giống như là găng gồng, đào hầm, đào hố đặc miền và Ukraine cũng không tấn công vì hiện bây giờ cái con đường này mà tiếp tục tấn công ở khu vực miền bắc sẽ làm tổn hại cho binh sĩ, đặc biệt là họ sợ là tấn công từ Belarus nên họ không dám đổ xô tất cả binh sĩ tấn công vào khu vực Lufgan, sợ lui binh trở về bảo vệ thủ đô và thành phố Kharkiv không kịp. Nên ở khu vực miền Bắc nói chung là dậm chân tại chỗ không có một biến cố nào xảy ra. Và cuộc giao tranh nó chỉ có xảy ra ở tại Kherson, ở tại Bamut. Còn riêng biệt là thành phố Melitopol thì ngày hôm nay cũng có vài tiếng nổ nhưng cũng không có một sự xôn đột trực tiếp đó là cái bức tranh nội dung chung chung cho chúng ta thấy rõ được cái sự việc nó như thế nào và bây giờ trong nguyên bước qua cái vấn đề trợ giúp trợ cấp à, các quý vị à, vì cái này nó cũng rất là quan trọng sau đó nguyên đi vào cái bản tin chính của ngày hôm nay bản tin chính ngày hôm nay là cái bản tin cực kỳ là hot hai bên đang đi kiếm đàn anh giúp đỡ không phải chỉ có Ukraine không ông nga cũng làm tương tự như vậy Chút nữa thì các quý vị sẽ có những bản chi tiết đó Nhưng bây giờ cho Nguyên đưa cái bản tin về trợ giúp đã Đầu tiên là nhà băng thế giới Đã quyết định hỗ trợ cho Ukraine Trong đó có tiền mượn và tiền cho Cái chữ hỗ trợ là nó gồm luôn cả tiền mượn và tiền cho 610 triệu đô la Và nhà băng thế giới phải gửi khẩn cấp cái lý do nhà băng thế giới vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, vẫn cho Ukraine mượn nợ vì Ukraine cần thiết theo giám đốc của nhà băng thế giới công bố ông ta nói rằng là Ukraine cần phải có tiền để mà hoạt động cái bộ máy tránh trị của mình những quan chức những công chức của chính phủ phải có lương và Ukraine cần cái số tiền này khẩn cấp trong tháng này nên họ đã quyết định hỗ trợ cho Ukraine để duy trì cái bộ máy tránh trị và những ai làm việc trong chính phủ vẫn có lương phát mỗi tháng và cái đây nó họ Đây không phải là cái gói đầu tiên Đã có nhiều gói vừa qua họ đã hỗ trợ Nhưng đây là thêm một cái gói bổ sung Cho vào cái tháng kế tiếp Các quý vị cũng biết Tính ra chi phí hết một tháng của Uy Khanh Là một con số đến mấy tỷ rồi Mấy tỷ là 5 tỷ tính là quân sự, quân đội, xã hội, tất cả luôn đó. Tất cả thẳng 5 tỷ một tháng Tất nhiên là Ukraine họ cũng tạo ra được cái nguồn tiền Thí dụ là bán ngũ cốc Họ cũng tạo cái nguồn tiền Họ cũng lấy thuế nhưng mà cái thuế của họ không đủ Vì giao tranh mà Họ mất gần 50% thuế Đặc biệt là hạ tầng của họ đã bị tổn thất Điện lực nên là nhiều tập đoàn công ty Không có thể sản xuất được Vì thiếu điện lực Nên là nhà băng thế giới Họ đóng góp một bàn tay Đó là nhà băng thế giới Nhưng cái gối trợ cấp mạnh nhất chính là cái gói trợ cấp của Hoa Kỳ. 1 tỷ 8. Đợt này Hoa Kỳ uh, chuyển trợ khá mạnh. 1 tỷ 8 các quý vị. Trong cái gói trợ cấp này thì chúng ta đều biết là nó nghe phanh phui phanh phui là hệ thống Patriot. Các quý vị cũng biết là hệ thống Patriot nó đắt vô cùng. Một cái đầu đạn Patriot nó đắt gầm gấp hai lần cái loại quả tiễn khác. Thí dụ cái đầu đạn hòa tiễn Nasam nó ghẻ hơn Patriot rất là nhiều. Nên là cái gối trợ cấp 1 tỷ 8 này nó sẽ có gồm hệ thống đủ thứ lãnh vực Cả luôn những cái loại bơm và hiện đại laser để hỗ trợ cho lực lượng không quân của Ukraine có thể bắn chính xác hơn. Và cái gói trợ cấp của Hoa Kỳ này nó là một cái gói trợ cấp đỉnh, nguyên phải dùng cho là đỉnh trên đỉnh. Và nó sẽ là cái mấu chốt thay đổi cuộc chiến tranh này trong những ngày kế tiếp. Có thể là, Hoa Kỳ đã bắt đầu bước qua một cái lằn ganh đỏ. Các quý vị cũng biết là cái vấn đề mà hệ thống Patriot hiện bây giờ cái gói trợ cấp nó chưa nêu lên rõ hết. Nó chỉ có nói phân phui dài vấn đề. Nó chưa phải là xác định. Nó chưa phải là xác định Nhưng mà cái vấn đề Patriot đã làm dấy lên một cái sự lo ngại cho đất nước Nga Và Nga đã đe dọa rất là nhiều lần Cái sự việc mà Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine những vũ khí tân tiến à, Thì Hoa Kỳ phải trả giá đắt Đây là những lời đe dọa mà vừa qua chúng ta đều biết Nhưng Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên cái lập trường của mình và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine và cái gói trợ cấp là 1 tỷ 8. Vừa qua thì Nguyên đã cập nhật cho các quý vị cái gói trợ cấp của Anh Quốc à, Của Ba Lan Bây giờ Trung Nguyên cập nhật cái gói trợ cấp Của Pháp Ông Pháp vừa qua Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Đã có sự hiện diện ở tại hàng không mẫu hạm Của Pháp Là Charles de Gaulle Ông ta đã đến đến để gặp 2.000 à, Binh sĩ Của Pháp đang ở trên biển London và Tổng thống Pháp, ông ta đã có nhiều lên khi phóng viên pháo chí hỏi về cái tình hình Ukraine và Nga. Thì ông ta nói là vai trò của Pháp rất là lớn trong cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga. Thứ nhất, Pháp là trong những quốc gia khí tài quân sự hàng đầu ở tại châu Âu. Cũng là một cái trong những cái khối liên minh NATO, đồng minh là có một vai trò rất là lớn. Chúng ta vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine để cho Ukraine đủ khả năng phòng thủ và đánh lùi kẻ địch chúng ta viện trợ thì người ta hỏi là ông có viện trợ gì không thì ông tổng thống pháp là chúng tôi mới vừa viện trợ sau đây chúng tôi đã gửi thêm quà tiễn giác dai chúng tôi gửi thêm pháo đài và cà nông cho ukraine và ukraine còn cần nhiều thứ khác và chúng tôi đang bổ sung thêm con số thì tổng thống pháp không nêu rõ ông ta chỉ nói là những vũ khí và ông ta mới vừa gửi trong đó có cà nông césar có quả tiễn gắt dai, xe bọc thép và xe tăng. Đây là bốn loại vũ khí mà Tổng thống Pháp mới vừa nêu lên là ông ta đã bắt đầu gửi cho Ukraine. Đó là cái gối trợ cấp của Pháp. Thì ngoài ra Pháp đó là chúng tôi đang cầm một cái vai trò rất là lớn để làm sao cho cuộc chiến tranh này Ukraine tìm một cuộc chiến thắng và ép Putin phải ngồi trở lại trên một cái bàn đàm phán và cái quyền lợi phải đặt cho người dân Ukraine có được gì hay không thì nguyên không biết. Ngoài ra tổng thống pháp tiết lộ cho chúng ta biết là đất nước pháp đang ở trong một cái giai đoạn mà thế giới căng thẳng, thì đất nước pháp sẽ đóng thêm một cái hàng không mẫu hạm. Đất nước pháp chỉ có hai hàng không mẫu hạm thôi các quý vị. À bây giờ đóng thêm một cái nữa vì cái tình hình chiến sự đang leo thang, cần thiết phải có thêm một cái hàng không mẫu hạm. Đó là bản tin nhỏ nhỏ của đất nước pháp. Và bây giờ các cái vị vô cũng bắt đầu khá đông. Chúng ta bước qua một cái bản tin sôi động nhất của ngày hôm nay. Các quý vị cũng biết là giao tranh bước vào 10 tháng. Tổng thống Zinsky chưa bao giờ đi bất cứ một nơi nào hết. Tuy rằng có nhiều buổi họp, thí dụ là ở tại Indonesia. Ông ta cũng không đi. Nhiều buổi họp ở tại châu Âu, gần đây ở tại châu Âu, ở tại Pháp, ông ta cũng không đi rất là nhiều buổi họp ông ta hoàn toàn không đi hết. Cái lý do mà ông ta không đi ra khỏi đất nước vì ông ta muốn ở lại đất nước. Vì để không muốn những cái tin đồn, tin đoán là một ông tổng thống đất nước đang chiến tranh. Ông đi chơi, ông đi này, đi kia. Ông ta không muốn cái điều đó. Sợ người ta lợi dụng đó để bôi nhọ danh dự và sẽ làm cho cái sự chia rẽ nội bộ trong chính trị. Nên ông ta lúc nào cũng ở sát cùng binh sĩ, ở sát cùng người dân và các quý vị cũng thấy qua cái biểu hiện của ông ta là ăn mặc đồ quân đội vân vân và vân vân. Thì cái điều đó từ đó tới giờ là cái sự việc mà chưa bao giờ có biết bao nhiêu tổ chức, biết bao nhiêu nguyên thủ quốc gia đã mời tổng thống Zelensky đi ra khỏi đất nước nhưng ông ta tuyệt đối là không. Thà ông ta đi tới Bakhmut, thà ông ta đi tới Donbass, ông ta từ tới Liman những cái nơi nguy hiểm nhất nhưng tuyệt vời không đi nhưng tại sao đợt này ông ta đích thân và chiếc máy bay đã bay ông ta sẽ gặp trực tiếp tổng thống Joe Biden ngay trang tòa bạch ốc và sau đó ông ta sẽ phát biểu tại quốc hội tại quốc hội Hoa Kỳ tại sao cái vấn đề này cái trong cái giai đoạn này ông ta phải làm chuyện này cái câu chuyện là như thế này vì sắp tới đây quốc hội của Hoa Kỳ cuối năm họ sẽ chuẩn bị bỏ phiếu cho cái gối trợ cấp cho Ukraine cho năm 2023. Quốc hội của Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu. Và thường xuyên á, những cái buổi họp quốc hội lớn như thế này và có liên quan đến Ukraine thì người ta sẽ mời Tổng thống Zelensky phát biểu qua vi tính. Các vị cũng thường xuyên mà Nguyên hay làm những cái bài phiên dịch đó, qua vi tính. Nhưng đợt này thì hoàn toàn khác. Do chính một người chính là bà chủ tịch Hạ viện Nancy. Bà chủ tịch Hạ viện Nancy đã viết một cái lá thơ khi lúc đó Tổng thống Zinsky ông ta nói rằng là tôi sẽ phát biểu cái ngày hôm đó nói về cái tình trạng chiến tranh và kêu gọi sự giúp đỡ. Thì bà Zinsky, bà xin lỗi, bà Nancy đó, bà mới viết một cái lá thơ cho Tổng thống Zinsky và bà nói như thế này. Bà nói rằng, theo tôi nghĩ, nếu Tổng thống đến Hoa Kỳ trực tiếp phát biểu nó sẽ làm tác động lớn hơn và cái sự thành công cái bỏ phiếu về cái gối trợ cấp cho Ukraine nó sẽ đạt nhiều hơn nhiều và cuối cùng tổng thống Zelensky trong đột ngày hôm qua không có bản tin này nha hôm qua nguyên làm chương trình không có và cuối cùng tổng thống Zelensky ở trong giây phút cuối cùng và ông ta đã quyết định một cách đột ngột bỏ hết những sự việc và qua Hoa Kỳ để phát biểu vì tại sao cái vấn đề phát biểu ngày hôm nay nó quan trọng vì nó có hai vấn đề vấn đề thứ nhất là hoa kỳ đang xem xét hỗ trợ cho ukraine hệ thống patriot và có thể còn nhiều vũ khí khác có thể là máy bay nhưng hiện bây giờ đang tranh chấp ở tại hoa kỳ có người đồng ý có người không đồng ý nên là vẫn đang tranh chấp nên là cái sự hiện diện của tổng thống zelensky đi đến hoa kỳ sẽ làm thúc đẩy và cái sự đạt được thành công mỹ mãn hơn nó không giống như là đệ nhất phu nhân Đợt trước các người cũng biết bà đệ nhất phu nhân Bà cũng đến Hoa Kỳ Nhưng bà không lạc được cái thành quả lớn Cái đó là một việc Bởi vì có những vũ khí tân tiến Trong đó có kèm Patriot Cái điều quan trọng thứ hai Đó là cái gối trợ cấp Mà Hoa Kỳ định đưa ra đề nghị Nó rất là lớn 45 tỷ đô la Cho năm 2023 cho Ukraine 45 tỷ đô la Khi lúc đó Liên minh châu Âu chỉ có 18 tỷ Toàn liên minh châu Âu 27 quốc gia chỉ có đưa cái gói trợ cấp 18 tỷ Một mình Hoa Kỳ đưa cái gói trợ cấp 45 tỷ Thì cái số 45 tỷ này mà ông muốn muốn được nó phải thông qua Mà muốn thông qua là phải thuyết phục Mà không có cái gì mà thuyết phục tốt hơn Là Tổng thống Zelensky đi đến tại chỗ hết không có cái gì thuyết phục tốt hơn cái vấn đề đó hết Thì cái điều đó của chú anh chị em Cái điều mà cái số tiền này Nguyên nói tranh cãi rất là nhiều Vì ở Mỹ người ta nói bây giờ công an việc làm cũng khó khăn Lạm phát cũng khó khăn Đã chi cho Uy Khanh khá nhiều rồi Duyện trợ cho Uy Khanh đã 20 tỷ rồi 20 tỷ Trong túi Joe Biden đã có 40 tỷ Vẫn chưa xài Bây giờ còn muốn thêm 45 tỷ nữa thì là cái số tiền rất là lớn Các người vị biết là cái số tiền nó khủng khiếp Thì bây giờ có nhiều cái dân biểu Người ta không có hài lòng Người ta nói bây giờ chúng ta giúp thì giúp Nhưng vẫn phải lo đất nước chứ Nên là hiện bây giờ cái vấn đề Mà cái số tiền nó đang tranh cãi Nó đang nảy lửa đó Thì bây giờ bà Nancy bà nói bây giờ Ông muốn giải quyết cái vấn đề này đó Vì cái nhiệm kỳ tôi sắp hết rồi Bà Nancy bà hết nhiệm kỳ rồi Nên là bây giờ đó ông phải nên trực tiếp Đến Hoa Kỳ thì sau cái sự do dự vì cái quyền lợi của đất nước thì tổng thống Zelensky ông ta đã quyết định đi à và chúng ta sẽ có cái sự gặp mặt lần đầu tiên cũng có thể là đây là một cái uh, lịch sử sẽ gặp mặt trực tiếp giữa Joe Biden và Zelensky chưa bao giờ có vì tổng thống Joe Biden chưa bao giờ đặt chân đến Ukraine hết À, vì ông chúng ta biết là cái sự mạnh dạng, à, cái sự sức khỏe tốt của ông tổng thống Joe Biden của chúng ta, ông ta không thể nào đi đến Ukraine được. À, nên từ đó tới giờ ai cũng đến, cả vợ ông Joe Biden cũng đến, cả luôn bà chủ tịch hạ viện cũng đến, nhiều người đến, nhưng tổng thống chưa đến, à, tổng thống Joe Biden chưa đến. thì bây giờ thì Zelensky sẽ trực tiếp vào lúc 2 giờ trưa giờ của châu Âu họ sẽ gặp mặt nhau trực tiếp ở tại Washington DC. Tất nhiên, sau đó họ có một lời phát biểu ở tại quốc hội thì chúng ta thông tin về những lời phát biểu, sự gặp mặt nhau có cái sự đột phá gì, có sự cam kết gì của hai quốc gia, chúng ta phải chờ đợi tối ngày hôm nay hay là sáng ngày mai thì chúng ta mới có thông tin qua báo chí. Nên là các quý vị phải gán chờ đợi. Nhưng cái điều mà Nguyên nói như thế này, vì cuộc chiến tranh nó đã thay đổi, Hoa Kỳ đã không còn đứng ngoài cuộc giống như khởi đầu nữa. Hoa Kỳ bắt đầu là lấn sân càng ngày càng nhiều. Cái lằn ganh đỏ của Nga đã dạch. Hoa Kỳ đã bước qua càng ngày càng nhiều. Từ chuyện trợ những vũ khí nhỏ đến những tháo đài và đến xe tăng, xe bọc thép. Bây giờ tới quả tiễn phòng thủ, đến quả tiễn Patriot. Và sắp sửa đây sẽ có những sự việc giống như là máy bay và những vũ khí khác đang dần dần Hoa Kỳ bắt đầu viện trợ càng nhiều hơn khi cuộc chiến tranh càng kéo dài. Thì cái sự việc này là giữa Hoa Kỳ và Ukraine bắt đầu lại gần xích lại gần nhau nhiều hơn nữa. Thì tất nhiên các quý vị cũng biết là ông Nga ông nổi cơn điên lên. Bữa nay ông Nga ông nổi cơn điên thịnh nộ ông lên Putin trời ơi. Putin là nổi cơn điên tức khủng khiếp luôn. Putin là tức ối máu luôn, vì Putin không thể thích cái sự việc là Hoa Kỳ xích gần lại dưới Ukraine. Vì biết rằng nếu mà Hoa Kỳ 100% hỗ trợ cho Ukraine, thì Putin sẽ không còn cái cửa nào và chiến thắng. Hiện bây giờ đánh đã không xong rồi, và bây giờ được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa thì lấy cái gì mà đánh? cô chú anh chị em thì bây giờ Putin nói cái gì cái sự việc đầu tiên nhất là cái sự việc mà Hoa Kỳ đưa cái gói trợ cấp 1 tỷ tám hỗ trợ cho Ukraine nó sẽ nó sẽ làm cho cái sự việc nó căng thẳng hơn và cuộc chiến tranh này nó sẽ không kết thúc một cách đẹp đẽ họ cho rằng là Hoa Kỳ là cái quốc gia đã tạo ra cái mâu thuẫn và kéo dài cuộc chiến và Hoa Kỳ đang là một cái kẻ ác độc muốn cho thế giới phải quỷ diệt đây là họ đổ lỗi cho Hoa Kỳ ngay lập tức. Cái điều này Nguyên thấy mấy ông Nga ổng nói chuyện kỳ khủng. Nguyên không biết cái bác nào mà ủng hộ Nga cho Nguyên trong diễn đàn của Nguyên. Cái bác nào ủng hộ Nga cho Nguyên số 1 Cái Mấy bác mạnh dạng lên nào. Mình có quyền ủng hộ người khác không không ai không ai không ai cấm cả. Nguyên không có phản đối điều đó. À có một bác ủng hộ Nga. Có bác nào nữa không? À hai bác ủng hộ Nga các bác nào ủng hộ các bác cứ cho nguyên cái số mà học cho nguyên biết hiện bây giờ giúp ba bác ủng hộ nghe bốn bác ủng hộ nghe nếu các bác mà không đạt được 1.000 người là các bác biết là các bác là đang bị ít dân số đó mấy bác đang bị lẻ loi trong cuộc sống đó mấy bác đang bị ruồng bỏ cho cái xã hội đó các bác thấy không à. thì uh, cái số của mấy bác ủng hộ nghe rất là ít Bây giờ Trung Nguyên phân tích như thế này Cái câu nói của Nga nó vô lý chỗ nào Nếu Nga thật sự muốn hòa bình Thì đâu có đơn Có dễ thôi mà anh cứ lui binh Lãnh thổ biên giới của anh có mà Người ta đang cần ngừng cuộc chiến mà Anh không muốn chiến tranh Thì anh đứng đánh Có ai ép anh đâu Đâu phải là có người nào mà ép Putin mày phải đánh Mày không đánh là mày chết với tao Có ai ép đâu có ai ép anh đâu. Tại sao anh đổ lỗi cho người ta làm cái gì. Anh kêu là cái thế giới quỷ diệt thì do người ta. Anh là người đánh mà. Anh không đánh nữa ai làm gì anh. À tao không đánh. Về, về tao nghĩ mệt tao ăn Noel. Thấy chưa. Cái điều mà tại sao Nguyên nói. Cái cách ngôn từ của Nga nó vô lý lắm. Cái người khởi đầu cuộc chiến cũng là anh. Mà anh đổ lỗi cho người khác là sao. Anh thích đánh hay không đánh là chuyện của anh. Bây giờ anh đổ thừa cho người ta thế giới quỷ diệt Chiến tranh leo thang là do Hoa Kỳ vô do anh chứ do Hoa Kỳ gì Anh không thích đánh thì nghĩ dễ yeah. Hết câu chuyện Đóng sổ Chiến tranh kết thúc Ký giao kết hòa bình vui vẻ cá lan Anh đâu có chịu Vì anh không chấp nhận sự nhục nhã Anh đánh không lợi một cái quốc gia yếu kém Cái GDP còn thấp hơn Việt Nam phân nữa Anh bị nhục quá anh chịu không nổi Anh chưa bao giờ bị nhục như vậy Nên anh tức quá Anh cứ cắm cắm đầu và anh cứ đánh hoài anh cấm đầu anh đánh hoài thì cái ông Mỹ, ông NATO, ông diện trợ hoài. Cứ vậy thôi. Anh đánh ngày nào anh còn đánh thì ngày đó NATO, Mỹ nó cứ vững diện trợ. Rồi anh cứ đổ thừa hoài sao được. Đó là lời phát biểu của phía bên Nga vì đổ lỗi cho phía bên Hoa Kỳ. Ngày hôm nay họ đổ lỗi nhiều lắm. Họ đổ lỗi thêm là cho cái vấn đề mà điều tra cái ống dẫn dầu khí ga khí đốt ở Nord Stream nổ. Cô chú và anh chị em. Họ nói sau đây Họ nói rằng là vượt qua ở tại uh, châu Âu Cái ống dẫn dầu đó đã bị nổ nhiều lần Rò rỉ và nổ nhiều lần Và cái điều tra nó không được tỉ mỉ Và điều tra phất lờ giống như không có Đặc biệt là cái chủ mưu Để mà dập tắt cái điều tra và không ra cái kết quả Chính là Anh Quốc Anh Quốc đã dùng quyền lực của mình Và đã ép bức Thị Điển, Na uy và Đan Mạch và để cho cái hồ sơ điều tra nó bị dập tắt và không đạt được kết quả đấy sao ông mỹ là đổ lỗi cho ông anh quốc có nghĩa là ông anh quốc ổng giật dây cái này là do mấy ông châu âu ổng phá hoại mấy ông châu âu ổng phá hoại đây là cái ống dẫn dầu từ nga đi thẳng tới ống dẫn ga dẫn dầu từ nga đi đến đất nước đức thì ông mới nói là à, cái này là do mấy ông châu Âu phá hoại à, mà cái điều tra đó là do thằng Anh Quốc nó kêu im hết tụi bay đừng có điều tra gì hết giả bộ đưa ra cái báo cáo sơ xài rồi thôi thêm một lần đổ lỗi nữa bây giờ cái ống dẫn dầu đó nó bị rò rỉ châu Âu lợi được cái gì? Châu Âu đỡ được cái gì? Bây giờ có thể không ban giao với Nga bây giờ, không làm ăn với Nga bây giờ Nhưng có thể 5 năm, 10 năm, 15 năm sau Giữa Nga và châu Âu bắt tay lại Vì trong chánh trị không có ai thù mãi mãi cả Không có ai kẻ địch mãi mãi cả Bữa nay chúng tôi với anh là địch Ngày mai chúng tôi với anh là bạn Cũng có thể xảy ra điển hình Việt Nam và Mỹ Đức và Mỹ Nó đơn giản là như vậy Việc người ta đặt cái lợi ích của quốc gia người ta lên hàng đầu Chẳng có ai bận tâm về cái vấn đề à, lịch sử chiến tranh thù hận cả. Vì quan trọng nhất là lợi ích. Bây giờ không ban giao với Nga có thể 10 năm, 5 năm, 3 năm sau cuộc chiến tranh chính chính thức. Thì cái ống dẫn dầu này nó bị hư hao họ lợi cái gì? Họ không muốn thì họ không mua thôi. Còn tại sao nó bị rò rỉ? Tại sao nó bị nổ? Ờ... À, cái câu này nó hoàn toàn Nó nằm ở cái chỗ tại sao có Cái người thiệt hại hiện bây giờ Về năng lượng vẫn là cái quốc gia châu Âu Họ lợi nhuận gì Làm cái việc này Nhưng mà ông Nga thì vẫn đổ lỗi Cho là châu Âu là kẻ thủ phạm Đã phá hoại tài sản của họ Ai à, cô chú và anh chị em Và cái điều tra nó không đạt được kết quả Là bởi vì Anh Quốc Đã bắt buộc đó thêm một cái sự đổ lỗi Nhưng cái điều quan trọng nhất của Nga làm ngày hôm nay Không phải là đổ lỗi không Là sự gặp mặt trực tiếp Giữa ông Medvedev và ông Tập Cảng Bình Thấy chưa Zelensky thì đi qua bên Mỹ Gặp Joe Biden Medvedev, Medvedev là ai? Cụ tổng thống Cố an ninh, giờ là cố cố vấn an ninh quốc phòng của Nga cánh tay phải của putin đã đi đến bên tàu cộng để gặp ông tập cảnh bình bây giờ cái cuộc chiến tranh nó bắt đầu khá phức tạp bắt đầu là ông uy khanh thì nếu kéo ông mỹ đại ca mỹ ơi đại ca mỹ ơi <laughs> sức gần là em em cần sự giúp đỡ của anh ông nga bây giờ đi qua bưng bô ông tàu anh tàu ơi viện trợ vũ khí cho em Em bị cô lập vũ khí rồi Kho vũ khí của em cạn kiệt rồi Anh hỗ trợ vũ khí cho em Anh giúp đỡ em Đấy, đấy Nên là các quý vị thấy là cái tình hình nó là biến cố Nó bắt đầu nó phức tạp cỡ nào Bữa nay thì trong thông tin giao tranh thì bắn qua bắn lợi rồi cái này cái kia thì mình không nói Nói về cái mặt ngoại giao tránh trị Bắt đầu là mình thấy rõ được là bắt đầu đã có sự níu kéo tàu cộng vào trong và hoa kỳ bắt đầu xích gần lại ờ à, cái này nó hấp dẫn vô cùng vì đây là cái sự việc nó không đơn giản là ông medvedev và các quý vị cũng biết là ông medvedev là ai rồi đúng không một cái người mà lúc nào cũng đe dọa vũ khí hạt nhân của chúng ta lúc nào cũng làm chúng ta sợ hãi hết và cái ông này là đại diện cho đất nước nghe bây giờ Nguyên không biết giữa ông Medvedev vì thông tin ở tại tàu cộng nó rất là kín à, lấy thông tin của họ rất là khó hơn lấy thông tin của Hoa Kỳ vì thông tin của Hoa Kỳ đã được minh bạch còn thông tin tại tàu á, đi điều tra cái buổi gặp mặt giữa ông Medvedev và ông Tập Cảng Bình đó mà lấy được thông tin của họ nó khó vô cùng các quý vị nhưng Nguyên sẽ gắng cố gắng <laughs> Nguyên sẽ gắng cố gắng tìm những cái nguồn tin nó xác thật về cái sự gặp mặt và họ đã rò rỉ với nhau cái gì nếu có thì cái sự việc này nó chúng ta biết được rằng là nga ngày hôm nay đã bị lệ thuộc về tàu cộng và nga không còn là cái vị thế đàn anh của đất nước tàu nữa rồi nga bây giờ là thấp hơn tàu rồi à, hay, tàu cộng bây giờ lên mặt rồi ở khối á châu chúng ta bây giờ tàu cộng ông nào qua tàu nữa ha bây giờ nga là cái quốc gia mà khí tài quân sự hàng đầu bây giờ đất nước nga phải lại à, năn nỉ tàu cộng để hỗ trợ thì các vị cũng biết là ông Tập Cận Bình ngày hôm nay thì ông sẽ dùng Nga để làm trao đổi với Hoa Kỳ Ông sẽ dùng Nga để làm ép Hoa Kỳ phải thỏa thuận Đó là cái chiêu của tào Cộng Tàu, Tàu Cộng sẽ không mặn mà giúp đỡ Nga Nhưng mà tào Cộng sẽ lợi dụng Nga Để mà thỏa thuận với Hoa Kỳ Mà cái điều đó là cái điều mà Nguyên sợ nhất Vì thực tế hiện bây giờ chúng ta nói một cách công tâm Ông Tàu, ông muốn nút trọn Biển Đông Ông muốn nút trọn Đài Loan mà có một cái quốc gia duy nhất có thể ngăn chặn cái bước đi của Tàu Cộng, chỉ là Hoa Kỳ. Chỉ có Hoa Kỳ thôi. Không có quốc gia nào hiện bây giờ trừ Hoa Kỳ ra, không có quốc gia nào có đủ khả năng một đối một với Tàu hết. Trừ ông Hoa Kỳ. Thì cô chú anh chị em, nếu họ dùng cái sự áp lực bắt tay với Nga để trao đổi với Hoa Kỳ thì hoàn toàn khác. À, kêu Việt Nam đối, đối đối kháng với Tàu thôi bỏ đi Việt Nam không có cửa đánh với Tàu ha nó không cần đánh Việt Nam đâu các quý vị nha nó ở hạ nguồn sông Mê Công nó phun nước biến không còn nó mở cái đập thủy điện nó ra không mình cũng chết rồi ha. khỏi cần phải đánh không cần nó đánh cô chú mà chị em nó phun nước bọt ở tại sông Mê Công cái ở trên thượng nguồn đó đó còn nó mở cái đập thủy điện lớn của nó ra rồi nó xả nước cái là cũng đủ chết nửa đất nước Việt Nam rồi. Nó không cần phải đánh mất một cái viên đạn nào hết, cũng đủ chết rồi. Bây giờ chúng ta nói tiếp tục về cái vấn đề giữa Tàu và Nga như thế nào, đang ở trong cái bối cảnh như thế nào. Thì hiện bây giờ đó ông Tàu ổng có thể lợi dụng Nga để đưa lên cái bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Đơn giản thôi, bây giờ nếu anh anh không muốn tôi giúp Nga gì? Anh muốn đánh Nga như thế nào mà anh muốn tôi quan tôi không giúp thì anh đừng có xen chuyện của đài loan anh đừng có xen chuyện biển đông vậy thôi tôi với anh ký cam kết tôi sẽ hoàn toàn đứng ngoài cuộc và tôi còn ủng hộ uy khanh nữa và tôi sẽ không xen vào chuyện của anh cái điều đó là cái điều mà nguyên đang sợ nhất nhưng hoa kỳ sẽ không làm chuyện đó tàu Cổng có thể làm chuyện đó nhưng hoa kỳ sẽ không làm chuyện đó vì trong tương lai thế giới này sẽ quay trở lại khu á châu chúng ta Á Châu chúng ta sẽ trở thành một cái trung tâm trong thế giới trong thời gian sắp tới. Bây giờ nó đã chuyển hướng rồi. Nền kinh tế cả thế giới đã chuyển hướng và trong tương lai Á Châu chúng ta là trở thành một cái trung tâm tất nhiên phải cần ít nhất là 10 tới 2 30 năm nữa. Nhưng mà trong tương lai cái xu hướng nó là như vậy. Hoa Kỳ sẽ không bao giờ dùng đài Khan để làm một cái món quà trao đổi. Cái điều đó nguyên tin điều đó. Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng nếu cần chiến, chiến đối đầu với Nga và Tàu nhưng sẽ không buông bỏ. Nhưng Tàu Cộng sẽ lợi dụng cái sự việc mà Nga đang cần họ để mà trao đổi với Hoa Kỳ. Và họ cũng chẳng có mặn mà gì với Putin. Tất nhiên, đây là cái sự bình luận và cái nhận xét cá nhân của Nguyên mà thôi nghe cô chú anh chị em. Thì nói chúng ta biết là cái tình hình chiến sự đã có sự thay đổi và nó đã bắt đầu biến chuyển qua một cái phía cạnh là bắt đầu nó kéo những đồng minh và liên minh. Tình hình khá căng thẳng. Ngoài ra thì ngày hôm qua À, ông John Kerry ông ta có một lời phát biểu liên quan đến những quốc gia đang hỗ trợ cho nga và ông ta nêu lên những quốc gia mà Hoa Kỳ đang tỉ mỉ xem xét trong đó có Iran và Belarus khi gần đây thì các vị cũng biết là ông tổng thống Putin đã ghé thăm Belarus thì ở bên Mỹ họ nói là tất cả hành động ở tại Belarus biên giới Belarus Hoa Kỳ đang xem xét một cách tỉ mỉ Họ đang đánh giá cái tình hình phức tạp giữa Belarus có tham chiến hay không. Nhưng tất cả hành động của Belarus, Hoa Kỳ đều nắm trong lòng bàn chân của mình hết. Đây là một cái thông điệp của Hoa Kỳ đang đe dọa Belarus và kêu gọi Belarus hãy nên thận trọng với cái sự việc tham chiến ở tại Ukraine khi Hoa Kỳ đều nắm rõ hết tất cả những sự việc mà họ đang muốn làm. Ngoài ra thì phía bên Ukraine họ kêu gọi Belarus hãy nên bỏ đi cái suy nghĩ dớ vẫn, vớ vẩn vớ vẩn phải dùng dịch tiếng Việt Nam chính xác là suy nghĩ vớ vẩn muốn cùng Nga bước vào cuộc chiến nếu Belarus không muốn đất nước bị tan quỷ thì tốt nhất hãy ngừng ngay các hành động cùng Nga bước vào cuộc chiến tình hình nó khá căng các cô chú và anh chị em khi bắt đầu là Hoa Kỳ họ không thể để yên cho những quốc gia hỗ trợ cho Nga nữa trong đó có Iran và có những quốc gia khác. Họ không muốn để yên cho những quốc gia này có tiếp tục gửi vũ khí cho Nga khi cái vũ khí của Nga đang cạn kiệt dần. Đến cái bước này rồi thì chúng ta hãy nhìn lại cái cuộc chiến tranh này gần 10 tháng. Thì cuộc chiến tranh này không ai bảo đảm là chừng nào nó kết thúc vì bây giờ không ai đoán được. Giống như Putin đã thất bại, đầu tiên ông nói cao lắm, cuộc chiến tranh này là một tuần. Tao đánh tụi Ukraine nó chạy mất dép luôn. Tổng thống Zelensky nó sẽ bỏ nước nó đi ra nước ngoài. Nhưng cái kết quả chúng ta biết, chúng ta bước vào tháng thứ 10. Nhưng có một cái điều là, là nếu trong tương lai, với cái sự hỗ trợ đợt này, Anh Quốc Anh Quốc hỗ trợ nhiều lắm. Ba Lan, Hòa Lan, Đức, Pháp, Mỹ, Canada, Nhật Bản, bảy quốc gia này hỗ trợ khí tài quân sự trong tháng này rất là mạnh cái món quà tặng noel rất là lớn rất là mạnh thì trong cái buổi tết sau hay là sau cái buổi tết tây thì lực lượng ukraine có đủ khả năng tấn công tiếp tục và có thể tạo ra một cái thành tích lớn cho chúng ta ăn mừng đầu năm mới hàn quốc giúp đỡ không có giúp đỡ nhiều về khí tài quân sự à, các quý vị hàn quốc giúp nhiều về thiết bị giống như là áo giáp nón à, một chút xíu đạn dược à, nhưng mà về khí tài quân sự lớn hàn quốc không có hỗ trợ nhiều hàn quốc bây giờ bán được nhiều bán được nhiều chứ không có hỗ trợ <laughs> các quý vị phải nhớ là hàn quốc họ bán được nhiều vũ khí bây giờ họ bán được nhiều vũ khí chứ họ không có hỗ trợ à, cũng giống như đài loan họ hỗ trợ nhân đạo thì nhiều nhưng về khí tài quân sự họ không hỗ trợ nhiều vì đất nước của họ đang bị đe dọa hàn quốc cũng vậy họ cần phải giữ cái kho vũ khí của họ vững chắc để cho đối đầu với bắc triều tiên đài loan cũng vậy họ không hỗ trợ vũ khí nhiều cho khan được vì họ phải sợ bị sự đe dọa của tàu nhưng họ hỗ trợ vì cái lãnh vực khác ngoài ra thì cái vấn đề mà chúng ta đều thấy được là cuộc chiến tranh nó bước vào ngày hôm nay thì châu nguyên làm cái khảo sát cho các quý vị theo các quý vị từ đây đến mùa đông có nghĩa là chúng ta còn 3 tháng mùa đông 3 tháng mùa đông này Ukraine Có thể đánh lùi được nghe hay không 3 tháng mùa đông Khảo sát Chúng ta hiện bây giờ có 17.000 người Các cô chú anh chị em làm xem theo các quý vị Thông tin nguyên mới vừa cập nhật Vũ khí sẽ đến hệ thống Patriot Những vũ khí tân tiến của Hoa Kỳ Cái gối tiền trợ cấp Nó quá nhiều, nó sẽ rất là nhiều tiền Và Ukraine có đầy đủ nhân lực thì người thì dân quá đông rồi binh sĩ thì quá đông mấy triệu dơ mấy triệu binh sĩ rồi vũ khí bây giờ đã có đầy đủ rồi vậy thì có đủ khả năng đánh bật nga không đó cái điều này và từ đi 3 tháng trong vòng 3 tháng theo các vị có đủ không vua <laughs> chạy mất dép sao các vị tin tưởng yêu khan quá vậy các vị tin tưởng khan quá vậy nếu mà theo cái phỏng đó của các vị mà chính xác đó thì chúng ta sẽ có hòa bình chúng ta sẽ có hòa bình sau mùa đông chúng ta có hòa bình cái là đầu mùa xuân là chúng ta có hòa bình nếu theo cái các vị mà chính xác đó nếu cái khảo sát trong diễn đàn của chúng ta chính xác là chúng ta sẽ có hòa bình happy new year chúc mừng năm mới hòa bình hạnh phúc quá đó à, cô chú anh chị em còn nếu không là không bao giờ có hòa bình vì putin mà không thấy mình là thất bại thì không bao giờ có đàm phán cái điều đó là nguyên chắc với các quý vị luôn đó Trừ khi Ukraine có thể đánh bật, có nghĩa là đánh dẹp Nga, bắt buộc Nga phải lùi binh về biên giới của mình thì mới có hòa bình thôi. Cái ngày nào mà lực lượng của Nga vẫn còn ở tại Kherson, ở tại Minneapolis, ở tại Maripol thì ngày đó không bao giờ có cái sự đàm phán hết. 3 tháng. Thì các quý vị cái niềm tin thì nguyên mong các quý vị cầu nguyện đi nha, cầu nguyện đi. Cho các quý vị là phải có một cái cơ hội cầu nguyện là cái sự niềm tin của các quý vị nó biến thành sự thật. Cũng là cái món quà Noel mà ông già Noel tặng cho chúng ta. Đối với Nguyên á, thì Trong uh, Nguyên đưa cái đem cái quan điểm của mình về cái vấn đề này. Đối với Nguyên thì 3 tháng không đủ. Đối với Nguyên 3 tháng không đủ. Cái lý do 3 tháng không đủ tuy rằng là Uy Khanh sẽ nhận rất là nhiều vũ khí. Uh, rất là nhiều vũ khí. Khí tài quân sự rất là nhiều. Nhưng cái khó của Uy Khanh đó là bởi vì Nga hiện bây giờ họ chơi bẩn. Họ chơi bẩn có nghĩa là gì? Họ tấn công sâu vào hạ tầng của Uy Khanh và làm cho Uy Khanh phải bị chi phối. Và làm cho tổn thất của Uy Khanh về tiền bạc càng ngày càng nhiều. Và họ sẽ còn làm nhiều hơn nữa. Và cái này nó sẽ làm cho cái cuộc chiến tranh phản công để đánh lùi cái địch nó sẽ bị chậm ít nhất là mấy tháng nữa. Ít nhất là 6 tháng nữa đối theo cái nhìn của Nguyên đó là phải sau mùa xuân bước qua mùa hè thì chúng ta mới có hòa bình. Theo cái tầm nhìn của nguyên là cuộc chiến tranh tầm khoảng 6 tháng nữa. Vì tình hình năng lượng của uy khan đã bị bế tắc. Vào mùa xuân khí hậu ấm áp trở lại rồi thì họ mới có đủ hết tất cả lực lượng và đánh từ mùa xuân đến mùa hè mới kết thúc. Tất nhiên, nguyên nói chỉ là cái quan điểm và cái nhìn cá nhân. Và chúng ta đã thấy rõ được là ngày hôm nay thì bây giờ Nguyên không biết là ông Tổng thống Joe Biden khi ông gặp Zelensky ông sẽ có những cái sự giúp đỡ gì khi nào ở tại Hoa Kỳ có những cái gối trợ cấp giúp đỡ và sự lên tiếng mạnh mẽ về cái sự việc này sự việc kia thì Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị Nhưng chúng ta đã thấy rõ được là cuộc chiến tranh đã có phần thay đổi Trung Yên ngừng chương trình ở đây cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương theo dõi chương trình nóng bỏng và sôi động đặc biệt là cái chuyến đi của Tổng thống Zelensky Bye bye các quý vị